Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel review nước hoa của mình. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục review một chai nước hoa của nhà Hermes, có tên gọi là Trily Hermes. Thì có rất là nhiều bạn nữ yêu cầu mình review chai này từ lâu lắm rồi, mà bữa nay mình mới lấy ra để mình test mùi. Thì cái mùi hương này nó như thế nào thì để mình miêu tả cho các bạn biết. Thì trước hết á, là mình nói về giá tiền của nó là 50ml giá $102, còn 83ml thì giá $133 đó. Thì nhóm nước hoa của nó là hương hoa thôi, floral đó. Thì hương đầu của nó gồm có mùi gừng nè, cam bergamot với lại mùi cam đắng. Hương giữa của nó gồm có hoa lài, hoa huệ, hoa cam. Hương cuối gồm có gỗ đàn hương và vani. Thì cái chai này cái mùi hương của nó như thế nào? Thì khi mà mới bắt đầu xịt á, các bạn sẽ cảm thấy nó vị cay. Thì theo như cái này nó miêu tả là đó là vị gừng, và nó đi chỉ kèm với lại mùi cam, đó là cái vỏ quýt, vỏ cam gì đó. Rồi sau đó đó thì các bạn sẽ cảm nhận nó có cái mùi giống như mùi phấn nha các bạn, nhưng mà không phải là mùi phấn hoa dương vĩ, nhưng mà cái này nó, cái mùi hương này nó có trong giống như mấy cái mỹ phẩm của mà mấy chị em hay xài á, thì mình ngửi nó có nét giống vậy đó. Rồi các bạn ngửi rõ rệt đó, đó là cái mùi hoa huệ. Thì cái này hoa huệ nó xanh, nó rất là tươi các bạn, nó trẻ trung chứ nó không có phải hoa huệ già giống như mấy như Carnival Flower của Frederic Moore đó. Rồi nó có một chút ngọt, thì mình không biết cái mùi hương gì nó làm cho cái này nó ngọt, nhưng mà theo như đây thì nó nói là vani, nhưng mà mình không biết cái mùi này phải vani hay không. Thì nói tóm lại là cái chai này á, là mới xịt thì nó cay cay và nó tươi mát mùi chanh, cái đó là nó mùi xanh, rồi nó có hương hoa là của hoa huệ đó, và nó có một chút ngọt vậy thôi. Rồi nói về độ lưu hương của nó thì nó lưu hương trên quần áo của mình á, khoảng hơn 10 tiếng. Mình không có xịt trên da, mình không biết nó lưu hương trên da mình bao lâu, nhưng mà tại vì đã nói mình giải thích tại sao mình không xịt trên da cái chai này. Độ tỏa hương của nó thì nó tỏa hương thoang thoảng thôi các bạn, khoảng nửa cánh tay, thì theo như mình là như vậy. Còn thời điểm khuyến dùng á, là chai này các bạn xịt vào ban ngày, và các bạn biết không, bữa nay trời mưa, bên mình trời mưa thì mình xịt cái chai này á, thì khi mà đi ra ngoài á, giống như là nó có mùa hơi chút the lạnh lạnh, xe lạnh chút xíu, không có lạnh lắm và hơi ẩm, rồi xong có mưa, cho nên mình cảm thấy cái chai này nó rất là hay. Mình không biết trời nắng thì như thế nào, nhưng mà tự nhiên bữa nay mình xịt chai này thì nó lại trời mưa đó. Thì mình thấy cái chai này xài trời mưa cũng rất là hay. Dùng vào dịp gì thì chai này các bạn có thể dùng bất cứ dịp gì, đi làm, đi học, đi chơi, đi hẹn hò đều được. Còn xịt bao nhiêu lần á, thì mình nghĩ cái này tùy các bạn thôi. Thì theo như mình ba cái trở lên là được rồi. Độ tuổi khuyên dùng thì chai này 18 tuổi trở lên, rất là trẻ trung. Tính cách á, là này là nữ tính, nhẹ nhàng với lại đơn giản thôi đó. Thì cái mùi hương nó rất là đơn giản. Giờ phần chấm điểm của nó thì mình chấm nó là 4/5 điểm. Độ hấp dẫn của nó thì 3/5, tại vì nó mình thấy cái mùi hương này nó không có được sexy cho lắm, cho nên cũng ok, cho nên mình chấm nó 3/5. Độ lưu hương của nó thì cũng khá là tốt, mình chấm 5/5. Độ tỏa hương thì trung bình, 3/5. Độ linh hoạt của nó thì 5/5 điểm. Thì tổng số điểm của chai này là 4.0/5 điểm. Thì kết luận của mình là cái chai này có đáng tiền mua hay không á, thì các bạn muốn nghe lời thật lòng hay là các bạn muốn nghe lời nịnh hót đó, thì mình nghĩ nếu mà các bạn đã chọn channel của mình để theo dõi, để xem, để nghe review của mình, thì đương nhiên các bạn sẽ muốn nghe những lời thật lòng, đúng không? Thì để mình nói thật lòng cho các bạn biết, cái chai này á là mình nghĩ là không đáng tiền mua. Tại sao mình lại nói như vậy? Là cái mùi hương này các bạn, nó rất là đơn giản các bạn, nó không có gì gọi là cuốn hút, nó không có cái nét gọi lôi cuốn, mà nó cũng không có cái chiều sâu. Nó rất là đơn giản các bạn, mà thậm chí mình nói thẳng luôn là nó hơi chán, nó hơi boring đó. Tại vì các bạn thấy cái nốt hương của nó không có gì gọi là có giống như là cái hay, nó không có gì gọi là hay, thì nó chỉ là một mùi cam chanh pha chút gừng cây cây, rồi hương hoa, hoa huệ, hoa lại, rồi vani vậy thôi. Nên nó đơn giản vậy thôi, cho nên thực sự mà nói, mình giống như khi mà xịt á, thì nó cũng rất là tươi mát các bạn, nó dễ thương lắm.
thì mình cũng cho một số người ngửi, thì khi mà xịt xong thì họ đều thích. Nhưng mà tự nhiên cái khoảng chừng 10 phút sau cái tự nhiên ai cũng lắc đầu hết đó. Đó, đó là phản ứng của mình và những người xung quanh mà khi mà mình cho họ thử cái chai này á. Thì mình không biết mấy bạn nữ bên Việt Nam thích chai này như thế nào. Nhưng mà cá nhân của mình á là mình không có thích cái chai Trulli để mess này. Đó, thì mình chỉ nói là nó rất là đơn giản các bạn, nếu mà các bạn chỉ thích một cái mùi hương đơn giản vậy thôi thì mình nghĩ các bạn xài sữa tắm hay dầu gội đầu là được rồi. Tại vì cái mùi hương này nó chỉ đơn giản là sạch sẽ thôi, chứ nó không có cái gì gọi là hấp dẫn các bạn. Các bạn biết không đấy, giống như các bạn thử hình dung là các bạn đi ăn buffet đi, đúng không? Đi ăn kể xong trong đó nó có nhiều món ăn, thì cái chai chili de mèze này nó giống như là một món tráng miệng, giống như trái trái nho đi. Thì nho thì cũng ngon, nhưng mà không phải ai cũng giống như là có cũng được mà không có cũng được, các bạn hiểu không? Đó là giống như ví dụ như các bạn ăn tráng miệng đi, các bạn có thể ăn đu đủ, các bạn có thể ăn dưa hấu, ăn cam, đó thì nó cũng giống như vậy thôi. Thì nếu mà các bạn thấy cam có ăn cũng được, không có cũng không sao, ý là nó không có ghiền á các bạn, nó không phải giống như là ốc. Đã mình nhắc tới món ăn là mình nghĩ mình với các bạn rất là thèm ăn ốc, đúng không? Nó không có phải giống như là ốc hay là giống như là nghêu, đúng không? Là có nghĩa là tự nhiên mà nhắc tới, mà tự nhiên tối mà nhìn trên Facebook mà mấy người mà hay chia sẻ mấy đồ ăn đêm nữa á, tự nhiên nhìn mấy cái dĩa ốc thì tự nhiên các bạn thèm đó. Thì ý mình nói là cái độ thèm đó các bạn, đó mình chỉ dùng món ăn đó mình miêu tả cho các bạn biết thôi. Thì đây là bốn chai nước hoa mà mình nghĩ là nó tạo cho các bạn cái độ thèm như Creed Silver Mountain Water nè. Thì có một số bạn nữ rất yêu thích tại vì cái mùi hương nó tươi mát và nó trẻ trung, nó giống như là nó có chiều sâu hơn, mà khi mà họ ngửi là tự nhiên họ cảm thấy rất là mê mà rất là lôi cuốn. Còn cái Baccarat Rouge 540 thì khỏi phải nói rồi, phụ nữ coi như là 90% các chị em mà đã từng xài qua cái 540 á là đều mê luôn đó. Nó có một cái gì đó rất là hấp dẫn mà ngay cả người dùng và người ngửi ngửi ké cũng mê nữa. Đó, còn cái Florentine Iris của Zegna nhà, đó là chai nước hoa đầu tiên của nhà Zegna nhà, mà từ vì cái nhà cái chai này á mà tự nhiên cái mình muốn sưu tầm nước hoa luôn đó. Nó rất là sạch sẽ các bạn đó. Nếu mà các bạn giữa cái chai này với cái chai này đi thì hai cái nó đều sạch sẽ, nhưng mà cái sạch sẽ của cái này nó sạch sẽ cái đặc biệt, các bạn hiểu không? Có nghĩa là khi mà các bạn ngửi tới cái chai Zegna Iris á là các bạn có thể nhớ tới cái người đó, các bạn hiểu không? Đó, còn cái Trulli de Mèze á các bạn ngửi tới nhưng mà khi mà họ đi rồi thì các bạn cũng không biết, giống như họ các bạn không không có ấn tượng gì, các bạn không có nhớ gì hết bằng cái chai Zegna Iris đó. Còn cái Angelique Noir của Guerlain á thì nó dạng sang, nó dạng sang, nó mùi vani kết hợp với lại cây bạch chỉ với lại nói chung nó xanh mà nó ngọt mà nó có cái sang ở trong các bạn đó. Nước hoa á, không phải là cái chai nào nó cũng sang, các bạn hiểu không? Nước hoa thì như cái Trulli de Mèze thì nó chỉ thơm nhưng mà nó thiếu cái đồ sang, mà nói về sang á là cái chai này nó rất là sang nè, của Guerlain Angelique Noir đó. Thì ý thì đó mình đã nói là bốn năm cái chai này đi, thì có chai nó làm cho các bạn giống như là có cảm giác có cũng được, không có cũng mình không cũng không thành vấn đề. Nhưng mà mấy chai có một số chai ấy, thì các bạn phải cần phải có nó, không không có nó giống như mình thiếu thiếu gì mà giống như là ngửi ghiền quá mà giống như là cái xịt hoài mà tự nhiên còn có chút xíu mà tiếc mà không dám xịt nữa các bạn. Đó là ý là đó là những chai nước hoa mà các bạn nên bỏ tiền ra mua, ví dụ như Baccarat Rouge 540 á. Thì đó mình chỉ miêu tả cho các bạn hiểu vậy thôi. Thì cái này mình không phải là chống đối với mấy bạn nữ, tại vì mình chỉ ngửi sao thì mình nói vậy cho các bạn biết thôi. Mình giống như là mình chỉ muốn giúp cho các bạn đó, chứ mình không phải là kẻ thù của các bạn. Mình chỉ muốn là góp ý những cái chai nước hoa mà mình cảm thấy hay. Mình không phải giống như là ý kiến của mình là đúng hoàn toàn 100%, nhưng mà các bạn có thể tham khảo ý kiến của mình. Tại vì giống như mình dùng danh nghĩa là một người con trai, mình ngửi nước hoa của phụ nữ, thì những cái chai nước hoa nào theo như cá nhân của mình á thì mình cảm thấy sexy nè, cảm thấy lôi cuốn, cảm thấy hấp dẫn, cảm thấy mà cứ mà muốn ngửi hoài, cứ muốn đưa cái mũi vô ngửi hoài á,
thì mình giới thiệu cho các bạn, đúng không? Để cho các bạn, tại vì có nhiều bạn nữ lắm, họ có nhu cầu kiếm những chai nước hoa nào mà làm cho chồng nè, làm cho bạn trai của họ mê đó, thì mình giúp cho các bạn kiếm những chai nước hoa hay đó, giống như cái chai này đi, thì mình nói rồi, Baccarat Rouge 540 á, thì khi mà xịt lên này đó là coi như là cả đàn ông lẫn đàn bà đều ghiền nó luôn. Cái chai này thì nó cũng có người ghiền nhưng mà cái tỷ lệ nó ít hơn là 50-50. Còn cái Zegna Iris này á, nó ngọt các bạn, dùng cho nam nhưng mà mình theo như mình biết á, là cũng khoảng 7-8 bạn nữ 7-8 bạn nữ đã mua sample của mình á, đã ghiền cái mùi Zegna Iris này rồi. Nó ngọt vậy đó, tại vì mình nói là khi mà xịt cái Zegna Iris á thì mới xịt á thì nó rất là nữ tính, nhưng mà khi mà về sau á thì nó xạ hương nó lên thì nó nam tính được chút, nhưng mà nó unisex, có nghĩa là nam hay nữ đều xài được đó. Thì nói chung á là cá nhân của mình thì chai Trailer Tri DMS này có cũng được, không có cũng không sao. không có gì gọi là đặc biệt, không có gì gọi là cuốn hút mà đáng bỏ tiền ra mua, thì mình chỉ góp ý vậy thôi. Còn các bạn yêu thích thì các bạn có thể thử xem có mê nó hay không, thì sau đó các bạn xem mình có nói đúng về cái chai này hay không đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn ở video của ngày hôm sau. Chào tạm biệt.